Những ngày qua, bức ảnh chụp một đám cưới ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa đã được lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội. Điều được quan tâm nhất đó là đám cưới này diễn ra tại một căn biệt thự rộng lớn, gồm một căn nhà chính màu trắng hướng mặt ra cổng, hai bên là bốn ngôi nhà nằm đối diện nhau. Chính giữa khu đất có một bể bơi, một hồ san và nhà thủy tạ, xung quanh trồng rất nhiều cây cảnh. Theo tìm hiểu, căn biệt thự hoành tráng này là của bà Nghiêm Thị Hải, tại xóm 4, xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn. Đám cưới vừa mới diễn ra gần đây là của một người cháu gái. Bà Hải kể, sau khi lấy chồng, vợ chồng bà ra ở riêng và sinh cơ lập nghiệp trên khu đất này. Ngày xưa đây là khu đất sình lầy, mỗi khi thủy triều lên lại ngập nước. Vợ chồng bà phải thức dậy từ 3 đến 4 giờ sáng để thu hoạch cói và chạy chợ mưu sinh. Trên khu đất này, ông bà đã sinh được 6 người con, 4 trai, 2 gái. Ngày đó, nhà đông con, kinh tế dựa hoàn toàn vào nông nghiệp. Chồng làm y tá xã với thu nhập tháng vài chục nghìn đồng nên gia đình bà Hải được coi là hộ nghèo bền vững của làng. Dù nghèo khó nhưng ông bà vẫn bươn chải để nuôi các con khôn lớn, ăn học nên người. Từ bé tới lúc trưởng thành có gia đình riêng, các con chưa bao giờ cãi vã to tiếng với nhau. Tôi dạy con đứa lớn phải kiêu mang đứa bé, đứa đi trước phải dìu dắt đứa đi sau, anh chị em phải hòa thuận, đoàn kết và đùm bọc lẫn nhau, bà Hải nói. Với tâm nguyện xây cho bố mẹ một ngôi nhà khang trang để dưỡng già và đại gia đình quây quần bên nhau mỗi dịp lễ Tết, bốn người con trai của bà Hải đã quyết định xây dựng bốn ngôi biệt thự vườn hướng mặt vào nhau trên khu đất của gia đình và khánh thành đầu năm 2022. Bà Hải tiết lộ, chi phí xây dựng toàn bộ khu nhà khoảng 40 tỷ đồng. Bốn người con trai của bà đều là doanh nhân thành đạt đang kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, cư dân mạng nhận ra một người con trai hiện là chủ tịch tập đoàn bất động sản có tiếng. Thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Nga Tiến, khu đất của gia đình bà Hải có diện tích hơn 3.000 m2, trong đó 2.000 m2 đất ở còn lại là đất vườn. Khu đất có nguồn gốc sử dụng trước năm 1993, gồm 3 thửa, một thửa của vợ chồng bà Hải ở trước năm 1982, hai thửa còn lại do gia đình nhận chuyển nhượng lại của các hộ dân tại địa phương.